Em xin chào các bác. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2021. Em tiếp tục gửi cho các bác một cái video cũng rất cụ thể và làm từng bước, đó là cái cách mà kích thích cái mầm lan kiếm từ gốc cuống hoa. Cũng cái chủ đề này em cũng đã đề cập đến mấy lần ở trên kênh Nhật ký trồng lan rồi, nhưng vẫn có khá nhiều bác hỏi các bước tiến hành cho cụ thể từng bước nó như thế nào. Và em cảm nhận thấy là sẽ phải có những video kiểu như này, làm thật chi tiết để các bác dễ hình dung, dễ mường tượng. Chứ nhiều khi mình nói có thể là em nói hơi nhanh. Em sẽ làm lại cái video này một cách thật là chi tiết với hình ảnh cụ thể để các bác cùng hình dung nhé. Thứ nhất, đây là cây lan kiếm Hồng Nghĩa Bình. Em đã giới thiệu trong cái video gần đây, nếu không lầm là một video 115 hay 116 gì đó, thì là cây lan kiếm Hồng Nghĩa Bình đã ra hoa rất là đẹp và em đã để nó nở hoa full cần. Mặc dù đây là một cái thân kiếm già nhưng em vẫn nên nở full cần. Chứ đúng ra ấy, thì nên cắt cây hoa sớm đi để dưỡng sức cho cái thân già này, để cho nó đẻ con cho nó nhanh và cho nó khỏe. Nhưng như em đã nói rồi, cây Hồng Nghĩa Bình này mặc dù giá trị kinh tế bây giờ nó cũng không phải là nhỏ đâu. Lúc em mua là 12 triệu thân già như này, thì bây giờ cái thân già nó cũng phải tầm khoảng độ 30 triệu rồi. Về giá trị kinh tế thì nó cũng không phải là nhỏ. Thế nhưng mà vì đây là cái dạng hoa mà em sưu tầm nên cũng muốn là nở hoa phun cần xem như nào, như em trao đổi trong cái video hôm trước. Và sau khi nở ra được khoảng độ hơn 10 ngày, khoảng 2 tuần thì em nó cũng bắt đầu tàn. Và em tiếp đến là cắt cái cuống hoa đi. Một số bác thì em cũng theo dõi thấy là các bác cắt cuống hoa sát gốc ở đây. Thế như em thì luôn cắt chừa ra từ gốc ra tầm khoảng 5 đến 7 cm, hơi dài một chút nhưng mình cắt dư ra. Các bác cắt lúc tươi cũng được, tức là cái bông hoa nó chưa nở hết các bác cắt vẫn được nhá. Các bác cắt đi những cái nụ này, cuống nụ này các bác cũng cắt đi và cũng bôi keo. Còn cái này nó tàn, nó tự tàn rồi thôi, em chỉ bôi mỗi cái cuống này không thôi. Mục đích cắt dài đây là làm gì? Là đấy là cái sự dự phòng. Bởi vì cái cuống hoa này, nếu các bác giữ nó không tốt thì rất có thể là nó sẽ bị thui, bị tóp, bị thối đi. Nếu mình cắt sát gốc quá mà nó bị thui mất đi thì tự dưng là mình không còn cái gì để mà kích nữa cả. Nên em cắt xa một chút, em cắt xa một chút các bác nhé. Cái cây nó nuôi thêm một đoạn nữa không vấn đề gì. Mà bản thân cái cuống hoa này nó có màu xanh là nó vẫn quang hợp đó nhá, chứ không phải là riêng cái cây rất hay. Cứ phần nào có màu xanh là nó sẽ quang hợp, chứ không phải là chỉ có mỗi lá không nữa. Hoàn toàn không phải như vậy nhá. Từng cái bẹ nó xanh nó cũng quang hợp được này. Nếu thêm một đoạn dài nữa nó quang hợp thì cũng chẳng sao cả. Đó, thế thì mình bôi sẹo, mình cắt ở đây, xong mình bôi keo liền sẹo ở đây. Keo thì em dùng cái keo chi xìn đây. Cái keo này em thấy dùng rất là tốt. Đấy, em bôi ở đây. Đó, và mình theo dõi. Nếu mà sau một ngày mà thấy cái cuống hoa nó vẫn căng, nó không bị tóp đi thì nghĩa là ổn rồi. Cái keo liền sẹo nó đã đóng được cái sẹo, đã đóng được cái mạch dẫn lên đây rồi, và nó không bị thối, không bị tóp, không bị héo. Cái cuống này nó cứng đây nè, các bác thử sờ vào thấy nó cứng, thấy nó vẫn giữ gọi là nguyên hình khuôn khổ, không rách rời chắc vá. Đó, thì là yên tâm rồi. Và như vậy là hôm sau là có thể là phun kích mầm gốc từ cái gốc cuống hoa này được rồi. Đó, thế thì về keo thì là dùng keo liền da này nhá các bác nhá. Em thì em chỉ dùng có một loại này thôi, vì em thấy nó keo nó tương đối là đặc, và dùng rất nhiều loại từ bonsai, cây cảnh, hoa lan, em thấy dùng rất là tốt, nó không bị chảy. Đấy là về keo. Để sang bên này để các bác nào muốn đi mua đi tìm thì đây có mác màu ở đây. Và em không phải là quảng cáo nhá, bởi vì có rất nhiều bác muốn hỏi cái tên và ghi, em ghi tên ra thì đây em sẽ để trên màn hình luôn. Còn thứ hai là kỳ duy xanh. Cái này thì nó quá phổ biến phổ thông rồi đúng không ạ? Đây vẫn còn nguyên đai nguyên kiện đây. Thì một ống như này thì em sẽ dùng để pha với một cái bình là 1 lít nước thôi. Đấy, thì phun thì khi nào phun ấy thì thường là em sẽ phun vào lúc chiều mát. Đó. Thì nước thì em đã lấy sẵn ở trong cái bình này rồi. Đây, các bác đong cho nó chuẩn nhá. Cái bình Đức Đạt này. Đây, cái ngấn 1,5 lít đây, còn ngấn 1 lít đây. Các bác đong chuẩn nhá, 1 lít. Và pha nguyên với cái chai này. Pha nguyên với cái chai duy xanh này. Thế cũng có bác hỏi em là có bị nặng quá, có bị nhiều quá không? Thì em xin thưa là không có nặng gì cả đâu. Bởi vì em dùng quá nhiều rồi, quá nhiều lần rồi. Và cứ phun này 2 tuần là có kết quả liền,
không phải phun lần thứ hai, một lần duy nhất là đủ thôi. Chứ nhiều khi có người lại phun lãng ra nhẹ, phun đến 2-3 lần thì cũng thế. Đấy, thì em phun một lần thôi để cho đỡ mất thời gian và em thấy cũng hiệu quả và cây cũng không ảnh hưởng gì. Cây vẫn đẻ mầm đẻ nhánh bình thường. Giống như là trước em mới hôm trước em mới tách cái cây lan kiếm phan chí đó, thì cái thân nó mọc từ gốc cuống hoa đến nó được 5.8 rồi các bác. Đấy, phan chí mà mọc từ gốc cuống hoa mà còn được 5.8 cm vẫn khỏe mạnh bình thường. Nên là các bác cứ yên tâm mà tự tin mà dùng, không có vấn đề gì cả, không có sợ ngộ độc gì cả, không có vấn đề gì hết. Được chưa? Giờ em sẽ tiến hành pha này các bác xem nhé. Đây, chai duy xanh này thì nó cũng rất là đơn giản. Nhà sản xuất thì người ta cũng gắn cái băng keo này. Mình tìm đúng cái mối mình bóc ra thôi. Nó rất là đơn giản, như em muốn làm từng bước. Dù chỉ là những thao tác nhỏ nhất thôi, để các bác thấy đây là những cái thao tác và những cách làm người thật, việc thật mà ra những kết quả thực tế. Nó không có cái gì phải cao siêu hay là đặc biệt ở đây cả. Nó rất là đơn giản thôi. Đây, một ống như này, nguyên các bác nhé. Đây, một ống này, nguyên. Đây, ngấn 1 lít đây coi nhá. Thì mình sẽ tháo ra, chiều xoáy ra thôi. Đây, đổ nguyên vào. Có người thì pha thêm B1, có người pha thêm Atonic. Như em thấy không có B1 Atonic thì cây nó rất là tốt rồi. Thứ nhất, thứ hai là trong cái quá trình dưỡng cây ấy, thì em cũng vẫn thường xuyên phun B1 Atonic rồi, nên cũng cảm thấy là cũng không nhất thiết, không cần thiết là phải cho thêm B1 Atonic vào trong cái dung dịch duy xanh làm gì. Đấy, còn lại thì mỗi người có một cái quan điểm riêng, một cách làm riêng. Các bác lắc đầu lên, lắc đều lên và sau đó thì tiến hành phun thôi. Đó. Đây, sẽ bỏ cái này ra nhé. Em bỏ mấy cái này ra để phun. Phun là cái bát tập trung phun vào cái gốc ở chỗ cuống hoa nhiều, sau đó là phun ướt hết toàn bộ cái thân lá mặt trước mặt sau đầy đủ, phun ở ra ngoài rìa chậu nữa, tại vì là cái cây này thì nó ra rễ rồi nên mình phải phun ra cả cái rìa thì nó dễ, nó cũng hút được lên nữa. Đấy, đúng ngay phải đứng từ bên kia để phun cái mặt sau. Đấy, nhưng mà nó lại hơi vương, mới quay một tí. Đó, tóm lại là các bác sẽ phun hết cả mặt trước mặt sau nhé, cứ phun đẫm mà thoải mái đấy các bạn, không sao đâu. Em đang làm thực tế để các bác xem, nên là các bác cứ yên tâm mà làm, chắc chắn là cây không sốc, không có bị ngộ độc gì đâu. Đấy, như vậy là xong rồi, rất là đơn giản đúng không ạ, rất là đơn giản. Thì cái cây hồng nghĩa bình này em đã phun xong cho các bác xem cái hỗn hợp duy xanh. Một cái ống này trên 1 lít nước, một ống cho 1 lít nước và phun một lần duy nhất coi nhé, một lần duy nhất thôi, không có nhiều. Và các bác sẽ chờ đợi kết quả sau chỉ 2 tuần thôi. Em làm rất nhiều lần rồi, chỉ sau đúng 2 tuần là có dấu hiệu, có tín hiệu vui luôn, là sẽ có mầm gốc, nó từ cái gốc của cái lăn kiếm này nó mọc ra. Đấy, thì như vậy là em đã trình bày xong cái các cái bước tiến hành của cái việc là cắt cái cuống hoa sau khi cây ra hoa này, bôi cây liền sẹo này và pha dung dịch cây duy xanh để phun kích mầm gốc từ cái cuống của hoa lan kiếm khi cây lan kiếm mới tách chiết ra. Đó, thì đây là một cái mà nội dung theo em là cũng rất là quan trọng và rất là cần thiết đối với những bác mà mới tập chơi lan kiếm, cũng như là những bác đã chơi lan kiếm lâu năm rồi. Bởi vì như các bác đã biết là cái cây lan kiếm ấy, mà khi tách ra ấy, nếu không có biện pháp kỹ thuật xử lý trước đó tầm khoảng 1 tháng, thì đến 90% những thân già nó tách ra ấy,
là nó sẽ ra hoa. Nếu mà các bác nào cần test mặt hoa thì đây là cơ hội tốt để các bác test mặt hoa. Còn nếu mà nó có ra hoa chăng nữa thì các bác cũng không có gì phải buồn phiền hay là tiếc nuối điều gì cả. Các bác được ngắm hoa này, các bác test mặt hoa này, quay phim chụp ảnh để có cái tư liệu để chứng tỏ là cái vườn mình đã có cái hoa nở chính chủ, yên tâm để giao dịch cho sau này, thuận lợi cho cả người mua lẫn người bán. Và hơn thế nữa là các bác có thể là kích được cái, tận dụng được cái cuống hoa của nó, vẫn có những mắt ngủ ở cái cuống hoa, và kích để cùng lên được những cái mầm gốc khỏe đẹp. Và em dám khẳng định 100% là những cái mầm gốc, những cái mầm từ gốc cuống hoa lên vẫn phát triển bình thường mạnh khỏe như cái mầm gốc từ cái mắt ngủ ngoài hay mắt ngủ trong của cái củ kiếm kia. Cụ thể là em đã tách cây lan kiếm phân trí mới đây thôi để các bác xem, và các bác có thể thấy là cái mầm từ cái gốc cái cuống hoa nó cũng được cái bản lá 5.8 cm, rất là bóng, rất đẹp, rất là dày, hoàn toàn như là những cái thân kiếm phát triển từ mầm gốc của cây lan kiếm khác đó, để các bác là hoàn toàn là tự tin và yên tâm về cái phương pháp tuy đơn giản mà rất là hiệu quả như thế này. Em xin phép được dừng video này tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video của em cũng như là kênh Nhật ký trồng lan. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.